Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái loại nước, đó là nước quất hồng bì ngâm với đường. Cái loại nước này nó vừa giúp chúng ta trị ho mà lại vừa giúp chúng ta làm nước giải khát. Trước tiên là để làm cái quất hồng bì ngâm đường này, chúng ta sẽ dùng một âu nước muối loãng. Chúng ta rửa quất hồng bì. Quất hồng bì này thì chúng ta sẽ cắt bỏ cuống đi và chúng ta ngâm vào cái nước âu muối loãng này, ngâm 1 tiếng nhé các bạn nhé. Ngâm 1 tiếng xong, sau đó chúng ta lại rửa sạch và trần với nước đun sôi để nguội. Sau đó chúng ta sẽ dùng theo tỷ lệ 1:1. 1 kg đường thì chúng ta dùng với 1 kg quất hồng bì, hoặc là chúng ta sẽ giảm lượng đường đi vì sợ ngọt quá thì dùng dùng 1 kg quất hồng bì này với 700 g đường nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn những quả nó không bị hỏng này, nó cứng quả này, rồi sau chúng ta ngâm với một nước muối loãng như vậy. Ngâm xong sau lại phải rửa thật sạch nhé, nhưng ngâm khoảng 1 tiếng á, để cho nó thật sạch đi. Những quả mà nó bị hở, nó bị nứt, nó bị ấy, nó bị sâu thì chúng ta bỏ hết đi nhé. Làm vậy đến hết. Đấy, xong này chúng ta sẽ rửa nhẹ nhàng cùng với cái muối này nhé, để cho những cái bụi bẩn và những cái lâu ngày ở bên trong này nó cũng sạch hết đi. Rồi sau đấy chúng ta cứ để này ngâm 1 tiếng cho nó bở hết những cái bẩn đi. Sau đó mình mới mang đi mình rửa sạch lại và trần với nước đun sôi để nguội nhé. Trần nước sôi sôi để nguội cái mục đích là để khi mà ngâm lâu ngày ấy nó sẽ không bị hỏng ấy. Khi mà ngâm được 1 tiếng rồi nhá, nó ra hết cái bẩn rồi. Bây giờ mình rửa sạch lại và trần qua với tráng qua với nước đun sôi để nguội. Đây mình sẽ tráng với nước đun sôi để nguội nhé. Đấy, để cho nó khi mà chúng ta ngâm ấy nó sẽ không bị váng, và bây giờ để cho nó cũng ráo nước rồi mình mới ngâm mới được. Hôm này mình sẽ ngâm theo cái cách này thì sẽ không bao giờ bị váng. Và các bạn có thể là làm cái cách khác, nhưng mà cách này thì nó an toàn hơn, để chúng ta để rất là lâu và không cần để tủ lạnh. Đó là chúng ta sẽ ngâm với đường khoảng 2 ngày, khi mà nó tan hết đường sau đó mình mang đi đun. Sau đó mình mang đi đun, đun xong thì mình mới lại cho vào lọ nhé. Thì lúc đấy thì đây là mình ngâm ở cái bát này cho nó nhanh, bởi vì mình chưa cho vào lọ thủy tinh, mà lúc nào mà đun xong thì lúc đấy mình mới cho. Các bạn cứ cho vào, sau đó mình sẽ cho một lớp đường phủ kín ở trên. Khoảng 2 ngày là đường nó tan hết rồi. Thì lúc đấy mình mang đi mình đun. Đun xong thì mình để cho vào. Lúc đấy mình mới cho vào cái lọ thủy tinh, và các bạn không cần cất vào ngăn mát tủ lạnh. Chúng ta để bên ngoài cũng không bị váng, vì đã đun rồi thì là rất là yên tâm, mình để lâu ngày cũng không làm sao. Tỷ lệ ở đây là 1 cân đường và 7 à 1 cân quất hồng bì và 700 g đường. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái nắp mình đậy kín lại và đợi 3 ngày sau, 1 đến 2 ngày sau đường nó tan hết là được. Lúc đấy mình mang đi mình đun nó lên để chờ đợi nhé. Đấy, khi mình ngâm được khoảng 2 ngày nó tan hết đường như này rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào mình xên.
đun cho nó sôi đều lên nhé. Rồi sau đó mình sẽ tắt để cho nó nguội, rồi cho cả cái nước, cả cái quả này vào trong cái lọ. Sau đó chúng ta để trong tủ lạnh cũng ngăn mát tủ lạnh cũng được, hoặc để bên ngoài ấy, chúng ta dùng dần. Làm như này thì yên tâm là để ngoài nó cũng không bị lên váng nhé. Như này là được rồi đấy ạ. Đợi cho nó nguội rồi mình cất vào cái hũ và dùng dần nhé. Khi mà bé bị ho ấy, và khi mà chúng ta muốn uống một cái loại nước giải khát ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái nước này chúng ta pha nhé. Nếu mà bé bị ho thì sẽ pha với nước ấm để cho nó giảm bớt cái độ chua và độ ngọt để dễ uống. Còn nếu mà chúng ta muốn làm nước giải khát thì chúng ta cho nước lạnh và đá vào. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.